chào tất cả mọi người. Hôm nay mình về được đôi loa mang thương hiệu Classic Pro. Đôi này là loa bass 25, một chép thạch anh. Đôi này hàng thương hiệu của Mỹ ha. Hiệu của Mỹ do chính tay người Nhật sản xuất. Sẽ quay chi tiết lại đôi loa này ha. Thay cụ tép ha. Cụ tép này thì không thể nói mà từ bao nhiêu coi bao nhiêu ha. Nó làm mình một cái miếng thạch anh nhỏ nhỏ. Thạch anh đây. Thạch anh gắn trên cái màn, gắn trên cái nhận lo bằng vải đó ha. Thế này mà tiếng tép nó sao mà không hay được. Nói là cái này là cái siêu tép. Tép thạch anh thì mọi người biết rồi, tép rất chi tiết và tí tách. Hát karaoke thì không có rú rít mít. Tép thạch anh rất đẳng cấp. Này là cụ tép có thông số đầy đủ hơn. Hàng xịn sò thì lúc nào cũng tem mát đầy đủ. Bắt đây Classic Pro loudspeaker đây, model là Eber 1001G, công suất là 80W ở 4 ohm, công suất thật này. Đây series mã số đồ đầy đủ ha. Lo này có trợ kháng 4 ohm ha, đúng tiêu chuẩn của Mỹ luôn ha. Mỹ thì đẩy cũng 4 ohm mà lo cũng 4 ohm ha, đầy đủ. Rất đẹp, chỉ có xước xác sơ sơ mấy cái cạnh này là do mình quá trình vận chuyển bóc dỡ hàng hóa đi lên đi xuống thì phải trải xuống xí đỉnh thôi. Quên cái phân tầng, phân tầng nhìn rất gấu ha, rất to. Đôi lo này được sản xuất vào ngày 3 tháng 12 năm 2004 ha. Quá lâu, gần 16 năm rồi. Từ âm nó đầy đủ ha, từ âm mình sợi mút thì tinh hơn. Đây từ âm rất. Đoạn này hát karaoke lời sắc nét lắm mọi người, lời rất là rõ chi tiết. Đây mẹ kênh của nó đây. Đây kênh của nó đây. Kênh đầy đủ ha. Càng nhìn ở càng là thấy quá đẳng cấp hơn. Càng rất là nặng, làm sắc nét đẹp. Đôi lo này em bán tại cửa hàng với giá 6 triệu ha. Và người anh em nào muốn ghép cho đồng bộ combo Classic Pro thì đây là một đôi lo hết sức đẳng cấp rồi ha. Giá 6 triệu với một con men Classic Pro V2000 nữa. Đây một bộ Classic Pro đúng nghĩa Pro luôn. Bác nào muốn chơi đồng bộ thì nhanh tay múc lên. Đại 6 triệu lo 6 triệu ghép thêm con vang vang cơ tầm 1 triệu mấy 2 triệu, hoặc là vang số chơi con X12 đi hát cho nó giống ca sĩ thì X12 tầm giá 3 triệu rưỡi nữa. Bác nào mà làm nguyên bộ combo này em sẽ tặng cho một cái mic có dây, mic bài có dây hát hay như ca sĩ luôn. Nhớ lưu ý là phải mua đủ bộ combo đẩy Classic Pro V2000, lô full bass 2,5 tấc Classic Pro và một con vang X12, con vang bên vàng vàng này chỗ đây. Đây và này, con vang X12 này giá 3,5 triệu nữa. Mua đủ bộ combo em sẽ tặng cho một cái mic có dây về hát như ca sĩ. Bộ này thì phải nói là hát và nghe nhạc đều đẳng cấp theo tiêu chuẩn người Mỹ mà Nhật làm nữa thì thôi các bác không chơi vào đâu được. Mọi người không tin em thì cứ mua hàng về trải nghiệm đi rồi sẽ thấy cái kết ha. Chất lượng ngon như mong đợi.
Người anh em có quan tâm sản phẩm nào thì xin vui lòng liên hệ Zalo 0909047679 hoặc là ghé qua cửa hàng 136 Trần Phú, Diêu Trì, Tiểu Phước, Bình Định để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó, hoặc là tham khảo thêm nhiều sản phẩm bên cửa hàng mình đang bán nữa. Cửa hàng còn rất nhiều hàng đẩy lọc lọc nội địa của Nhật, đẩy Phoenix Xper của Nhật, đẩy Ram Sang, nói chung còn rất nhiều mixer số nữa này mọi người. Đây là 16S, hàng của Mickey ấy. Còn rất nhiều sản phẩm. Hôm nay còn lại có thêm cái dòng nghe nhạc nữa này. Đấy, Boss loa cây Boss series 501 series 5. Đồ nghe nhạc mình cũng còn rất nhiều ha. Thôi, mình xin kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn người anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.